thay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý Phật tử chúng ta nằm an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào Phật tử xa gần, kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, vào thời giờ này mười phương chư Phật đã hiện tòa đạo tràng, hồn thiên sông núi cùng hội tụ về đây trong niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật hướng về ngày đáng sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, trân trọng kính mời chư vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đương kim chứng minh khởi niệm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca
Tiếp theo là phút nhập tuổi bi quán tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào đã hy sinh bảo vệ tổ quốc thân yêu, chư tôn đức giáo phẩm đã hy sinh, đã liên tịch qua các thời kỳ. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua. Vào giờ này để tung kến hướng về ngày đản sinh của Đức Từ Hồ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni là nghi thức ba hồi chung trống nước lễ đản sinh. Cung thỉnh chư tôn đức trân trọng kính mời chư vị khách quý, quý Phật tử trang nghiêm hướng về lễ đài thành kính rước lễ đản sinh. Cháy bỏng của toàn thể nhân loại,
giải thoát khổ đau, tìm đến hạnh phúc vô lượng. Ngài thực sự là một con người nhưng vượt lên trên sự tầm thường của cuộc đời để trở thành bậc tối thượng trong chư thiên và loài người. Ngài là bậc giáo chủ đã khai sáng ra đạo Phật, bậc thầy đã tìm ra chân lý liễu sinh thoát tử luân hồi cho hết thầy chúng sinh. Lý tưởng siêu phàm của Đức Thế Tôn là một nền giáo lý thơm ngát muôn hoa giác ngộ, là nguồn suối vi diệu cho con người trở về với tự tính thanh tịnh, từ đó giúp con người an vui và hạnh phúc tại nhân gian. Để kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc thầy của chư thiên và loài người, hòa trong không khí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa chào đón những ngày trọng đại của tháng năm lịch sử, những ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tưởng nhớ 53 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp Thiên Thông bảo vệ Phật giáo, bảo vệ hòa bình. Đặc biệt, năm nay hưởng ứng ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, với niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật, hân hoan cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016 tại chùa Tam Phúc sáng hôm nay. Chúng con vui mừng được cung đón Đức Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 công kính giới thiệu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Trung, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Quảng Hồng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Kiếm cung kính giới thiệu. Về tham dự đại lễ sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Ni sư Thích Đàm Nhung, trụ trì chùa Vân Hồ cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Ni sư Thích Đàm Hướng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Thầy Thích Đàm Luyện, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Đông Đa cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Thầy Thích Đồng Hòa, Ủy viên Ban Hoằng Pháp, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Phúc, trưởng ban tổ chức cung kính giới thiệu. Về tham dự đại lễ sáng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vui mừng được đón tiếp ông Bùi Tuấn Ngọc, ban dân vận Thành ủy thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phường Thượng Thanh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, quận ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân Phường Thượng Thanh, trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh, đảng ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường Thượng Thanh, trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Thắng, thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Phường Thượng Thanh, trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Lộc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Thượng Thanh, trân trọng giới thiệu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hồng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Thượng Thanh, trân trọng giới thiệu. Về tham dự đại lễ hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Mai Hà, nguyên vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trân trọng giới thiệu. Đặc biệt tham dự đại lễ sáng hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Đỗ Đình Chuẩn, phó chủ tịch ủy ban dân xã Tiên Phong, huyện Ba Vì cùng phái đoàn, trân trọng giới thiệu. Tham dự đại lễ sáng hôm nay còn có sự hiện diện của các phóng viên báo chí trang Phật tử Việt Nam .net cùng toàn thể đồng bào Phật tử xa gần, cán bộ nhân dân các
chùa Khô, huyện Ba Vì, chùa Phượng Sơn, huyện Thạch Thất, chùa Lộc Hà, huyện Đông Anh, chùa Phúc Khánh, huyện Sóc Sơn cùng đông đảo đồng bào Phật tử xa gần. Thay lời ban tổ chức, kính chúc chư tôn đỉnh đức giáo phẩm, chư thượng tòa đại đức tăng ni một mùa Phật đản an lạc và các vượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm chư minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Hè về phường có đường đi, hoa sen luôn nở gió đi thay mùa, âm vang dày khắp mọi nơi, nhân thiên chỗ nhạc đón mừng Giáng sinh. Hàng năm cứ mỗi dịp cử hành đại lễ Phật đản, chư tôn đức giáo phẩm trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn gửi đến cho tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước bức thông điệp và diễn văn cũng như ý nghĩa của ngày Phật đản. Và vào thời giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh đức hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban hoằng pháp trung ương, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, hoan hỷ quang lâm lễ đài cung tuyên thông điệp của đức pháp chủ gửi tăng ni và Phật tử Việt Nam nhân đại lễ Phật đản. Chúng con đê đầu bái thỉnh hòa thượng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng chứng minh. Thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, cư sĩ, Phật tử nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng, ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Tăng ni và Phật tử Việt Nam hòa với niềm vui nhân lên gấp bội trong ngày hội của toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi gửi tới chư tôn túc hòa thượng, thượng tòa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng, ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng đại hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh là cơ hội để nhân loại xác nhận niềm tin của giáo lý từ bi, trí tuệ và hòa bình mà vị đạo sư giác ngộ Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền trao từ cách đây 2600 năm vẫn còn nguyên giá trị và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời hoàng triều triều người trên thế giới với niềm tin vào Phật, Pháp, Tăng. Con người sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh để đạt được hạnh phúc, an lạc. Kính mừng Phật đản, một lần nữa chúng ta khẳng định niềm tin bất động đối với ngôi Tam Bảo như trong Kinh Tương Ưng 5, Đức Phật dạy rằng: ở đây này các thầy tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu niềm tin bất động với Phật, vị ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Pháp, vị ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Tăng, vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính. Niềm tin ấy giống như viên ngọc làm trong nước vẫn đục, tẩy sạch phiền não cấu uế nơi tâm thức của mỗi con người, giống như bảo ngọc tinh luyện nước của vương hoàng vũ ném xuống nước khiến cho các vật rắn đất phù sa tảo rong và bùn nhơ lắng đọng xuống đáy sông và biển
nước trở nên trong trẻo, trong suốt, nhìn thấy tận đáy. Chính vì thế, khi Đức Phật xuất hiện, mọi trở ngại bị loại bỏ, tha hóa lắng đọng xuống, tinh luyện trở lại yên tĩnh cho tâm hồn, tâm được tinh luyện, tạo ước muốn một gia đình bậc thánh luôn nương tựa như bố thí, giữ gìn giới luật, thực hiện những nhiệm vụ bố tát và khởi sự. Chính vì trạng thái của đức tin đạo được biết đến như một chất tẩy uế được đưa đến sự trong sáng của tâm, và cũng với tinh thần niềm tin trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tin là gốc của đạo, là mẹ đẻ sinh ra các công đức. Thật vậy, với một niềm tin trong sáng tích cực, chính tín là động lực thiết yếu khích lệ phát huy điều tốt mọi con người, đưa đến sáng tạo, phát huy trí tuệ và dẫn đến hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả nhân loại. Thành tựu mà 35 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được, tiếp nối truyền thống nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cũng chính là sự đặt tròn niềm tin của các cấp giáo hội, các sơn môn, hệ phái, tăng ni, Phật tử và ngôi Tam Bảo và ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi cũng tin tưởng rằng tăng ni Phật tử Việt Nam không ngừng tinh tiến tu tập, trau dồi giới định tuệ, giữ gìn truyền thống pháp môn tu tập. Tinh hoa của Phật giáo Việt Nam đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tập chứng nghiệm tâm linh của xã hội, đặt niềm tin nơi đạo Phật trong thời đất nước đổi mới với tinh thần nhập thế. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016, tôi đặc biệt mong muốn toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật, mỗi người bằng những hành động thiết thực hãy bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống của chính chúng ta, thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh A Hàm phẩm Kinh Lâm. Đức Phật đã dạy rằng tỳ kheo nương tựa vào khu rừng để ở, vì ấy nghĩ rằng ta nương vào khu rừng này để ở, chưa có chính niệm sẽ được chính niệm, tâm chưa định sẽ được định, nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lầu chưa diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Này các tỳ kheo, hãy phải bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch, hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Nguyện cầu ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni soi sáng khắp muôn nơi trên trái đất, xua tan đi nỗi sợ hãi của khủng bố rình rập, của chiến tranh đe dọa, của thiên tai do biến đổi khí hậu tàn phá, làm cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản trọn vẹn, niềm hoan hỷ vô biên. Thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Pháp chủ trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ấn ký, xin trân trọng cảm ơn quý vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh cho tôn thiện đức cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Chúng con thành kính đê đầu bái tạ tri ân công đức của Hòa Thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, dân hoa lệ Phật phúc thần tiên, đốt nén hương thơm nghiệm nghĩa thiện, hoàng tiếng chuông ngân miệng pháp lạc, cúi đầu đỉnh lễ nhẹ trần duyên. Được tin chùa Tam Phúc tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2560, đại diện hàng Phật tử về chúc mừng đại lễ có những lãng hoa trang nghiêm tươi thắm, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư tôn đức chứng minh, chư vị đại biểu khách quý. Giờ đây là tiết mục dân hoa cúng dường của đại diện hàng Phật tử, xin trân trọng kính mời.
chuông vừa gió tình cờ, lòng con chưa thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng. Trong nơi nơi yên vui khắp trốn, ánh sáng đứng thịnh ca, nhiệm màu soi thế gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người thương còn
sao trong đời đẹp trời người.